Trời đã sáng chút. Hello. Chào Phi Nguyễn. Chú Phan. Chào chú Phan nha, nghe rõ không? Nghe rõ không? Cậy đó, like kìa. Rồi chào chú Phan. Đi ăn nhậu, khỏi đi đâu, đi, về đây là có nước đi chơi với ăn nhậu thôi. Việt Nam là tuyệt vời mà. Đây cái quán này đẹp quá hả? Quán 343. Có nào ở Sài Gòn không? Có nào ở gần đây không? Đường đi đường gì? Cầu Thắng Trải. Nguyễn Trãi. Quán cà phê 343. Ở đang ngồi ở quán 343 đường Nguyễn Trãi. Mới về hôm qua. Chào anh Trần. À, ông Chu Hoàng. Chào anh Phú. À, anh Phú về hôm qua à? Anh về hôm qua hả? Anh về chiều hôm qua à? Được hả? Nói chung nó ồn mà. Quá nó ồn nghe không thấy sao? Anh về chơi lâu anh Phú? Cháu nghe vậy chân này Chu Hoàng. Quá nghe rồi anh không biết. Không nghe, đây nghe đó mà. Không có nghe. Ở đây nghe đó mà. Vô đi. Các anh nghe đó không? Hai anh nghe đó không? Chào anh Thường Chí Nhất nhá. Không nghe. Mọi người nghe đó không? Không nghe gì. Tại quá nó ồn đấy. Dạ dạ. Vậy để em xuống lại nhá. Đếm xuống lại xem sao. Anh không nghe chú Phan nói gì cả. Chào thầy Quang. Sao có nghe rõ không mọi người?
rồi. Đồ con cơm này khá là ngon ha. Cái canh này. À, gặp chào anh Peter, chào thượng thứ nhất. Đúng rồi, tôm tắm là quán 343 đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi. À, mới biết thì thôi. Làm cái này về làm cái này. Tao không được đi, khác đi. Xin lỗi mọi người nha. Quốc. Không gian quán này cũng ngon. Nói chung là cái bữa nay đột xuất đây là chẳng qua giới thiệu một anh chàng ở Đức về. Một anh chàng ở Mỹ về hay lâu rồi, nhưng mà anh Đức mới về. Thì tối qua mới về. Nói chung là về Việt Nam ăn là tuyệt vời, giá cả phải chăng quá rẻ. Đúng rồi. Cầu Thái Nguyễn. Bây giờ cái đám Đài Loan mới khổ nè. Má. Chơi cái kiểu là bọn nó. Hello em ơi. Em. Hello. Cái đất nước của tao á, cái đất nước Việt Nam á là chỉ có ăn với nhậu thôi. Anh nói lại đây tối đi. Tối mai em đi, em đi luôn. Về tối tối đi ăn chứ có về mấy phòng nó tặng cho luôn. Đâu có hai chung được mà. Hả? Đứa nó chưa giờ xuống đây chiếu anh chạy về cho nó là mệt chết đi, nghe không? Đây. Cầm nghỉ đi, trưa nắng có mẹ đi đâu rồi. Tới lấy đồ. Đấy. Nói ra cho bạn ngày đó. Đói con quá. Mà nó tin người đất mình lắm. Rồi.
Ok, mấy người ăn cơm tôi nói chuyện. Chào tất cả mọi người nha, mấy người ăn cơm trưa đi. Tôi mới ăn cơm tối xong rồi, giờ mấy người ăn cơm tôi nói chuyện cho mấy người nghe. Nói gì hết á, bây giờ ăn cơm đi, mình ngồi nói chuyện cho mà nghe. Đợi chút nha, đợi chút. Mắc ăn cơm nè, đợi chút, đợi chút. Tối rồi. Ok, bây giờ mình nói chuyện Việt Nam. Chào anh Phúc không? Chào anh Cầm, chào tất cả mọi người. Ăn trưa nay ăn cơm, ăn gì vậy? Ăn cơm gì vậy? Cơm tấm, không là cơm tấm. Cơm tấm hả? Cơm trường. Cơm tấm hả? Ok, thôi vậy. Cơm trường okay. Bị trả. Ủa, cơm tấm sườn bị trả hả? Ok, ăn rất là... Thôi bây giờ mấy người ăn đây, tôi nói chuyện cho mà nghe. Rồi. Anh về đi rồi. Cái lúc thì về chứ nó về sau trong chuyện bây giờ nè. Chuyện bây giờ nè, chuyện hấp dẫn nè. Nghe không? Nghe không? Ok, đúng rồi. Đây là trường. Chả ăn hết rồi. Bì. Vậy á. Ngon. Cơm tấm mà tấm cơm tấm Việt Nam là number one. Cái này đâu phải cơm tấm, cơm gì hết, cơm đĩa hả, chứ không phải cơm tấm hả? Ờ chắc không phải cơm tấm. Cơm Việt Nam là ngon rồi. Tôi nói với anh nè, bây giờ mấy người ở Sài Gòn có giúp rồi ăn cơm nhậu nhẹt rồi vui vẻ không? Má bây giờ mẹ mấy thằng Đài Loan là bây giờ nó khổ lắm không? Bây giờ thằng Mỹ nó đi rồi đó, đủ má mấy cái thằng là bây giờ tôi không biết cái bà thủ tướng này không biết cái tự nhiên em đẹp vậy kêu bà kia tới, bà kia tới thì nói sao bà đừng tới đi, đủ mà tới giờ làm cũng sùm đấy chứ. Người Tàu họ không có để cái chuyện đi đâu, họ nói rồi là họ phải làm đó. Người Trung Quốc họ không có để nó rồi, họ không chịu được nó rồi. Bây giờ họ không dám chơi thằng Mỹ thì ông biết nó tức lên là nó chơi thằng nào không? Họ tức lên là họ chơi thằng Đài Loan mà họ không có đánh đâu. Họ cứ làm cho cuộc sống của Đài Loan nó khó chịu đi ạ. Tôi nghĩ vậy á. Mà họ đã nói là, tại vì họ nói là họ để nước ngoài nó vô nó sỉ nhục người ta. Người Mỹ là thứ nhất là họ nói rằng Mỹ là lừa. Tại vì hôm đó là ông Tập Cận Bình nói chuyện với ông Joe Biden á. Thì ông Joe Biden nó nói là không có đi. Tại vì hai người này cùng một đảng với nhau mà. Chứ phải cái bà này mà bỏ ra Cộng Hòa thì nó phá. Không nói là hai người ông Biden ông hứa ông nói là đừng có sẽ không có cái chuyện này. Bây giờ để nó thế này là người Trung Quốc họ nói là họ bị sỉ nhục, bị lừa dối và sỉ nhục. Họ nước lắm chứ không phải không, mà nghe cái giọng điệu mà không phải họ nói không, mà họ biết là, mà không phải là người dân thường biết, mà ngay cả những người lãnh đạo trong Bộ Ngoại giao là họ rất là nực. Họ nực lắm chứ không phải không, thì họ nực là phải làm cái gì. Người Mỹ thì không biết họ làm gì, nhưng mà tôi biết Mỹ cho nó là xa. Bây giờ ông có đè ông Đài Loan ra là ông vúa đó. Không biết họ vúa làm sao, chừng nào họ làm cái gì thì mình biết thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết là họ rất là nực. Họ nực vô cùng. Họ không có để cái chuyện nào qua. Họ không có để. Mà có vẻ là người Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đây có bộ họ cũng biết rằng thì là họ không khéo léo với cái chuyện này rồi, để sùm cái chuyện đó rồi. Tôi nghĩ kỳ này là ông Đài Loan ông sẽ dính búa cái chuyện này. Tại vì cái chuyện này á, là cái chuyện nó không có đáng. Bà muốn tới thăm, lúc nào tới thăm được, tại sao lựa lúc này? Lúc này là cái mùa bầu cử của Hoa Kỳ. Lúc này là cái lúc mùa bầu cử, mà anh biết rồi á, mỗi mùa bầu cử là mấy người mà đánh cử nó họ làm đủ thứ việc. Mà là việc ở trong nước thì họ làm gì họ làm, nhưng mà giờ néo cái thằng ở ngoài vào, mang một cái chuyện của ngoại giao vào để vận động bầu cử y chang như cái hồi mà chiến tranh Việt Nam, y chang vậy, không khác gì hết. Vì bầu cử mà họ làm những cái điều đó, điều kỳ cục. Rất là quá chiêu. Thì nói cho cùng thì cái chuyến đi này là coi như thất bại hoàn toàn anh. Theo qua tôi nhận định rồi đó, thất bại hoàn toàn. Dạ, bây giờ đó là ông Trung Quốc là ông sẽ lôi ông Đài Loan ra, nó cho ông có để đâu, ông bực lắm rồi đó. Họ nói thẳng đó rồi đó, họ không có... Mỹ thì ở xa, Đài Loan ngay bên cạnh. Mỹ thì ở xa, Đài Loan ngay bên cạnh.
không biết anh em nó làm sao, thế nào nó làm mình không biết, nhưng mà thấy hấp dẫn là mình đang theo dõi cái vụ này hấp dẫn lắm ạ. Cái chuyện này vẫn còn, chuyện này nó vẫn còn dài tập dài mà mình thấy đầu tiên là cái thằng dân, cái người dân là khổ nhất, khổ đầu tiên là nó sẽ ông biết ông thằng, ông thằng cha này mà công nhận đó, mà thấy ông biết ông ngày sáng, hồi sáng này tôi coi á, tôi coi TV hồi sáng là 11 giờ tôi coi TV, tôi coi tin tức, coi đài CNN mà nó chạy một cái tít này, nó chạy một cái tít mà tôi cầm cái máy hình tôi chụp, mà tôi thấy nó kỳ quá tôi không chụp. Thế nhưng là nó nói là nó chạy một cái tít bằng tiếng Mỹ, tức là nó để trong cái trong cái tít nó viết cái chữ đây, bảo là nước Mỹ không bỏ rơi Trung Hoa, sẽ không bỏ rơi Đài Loan, mà nó dùng chữ là chữ abandon, tức là bỏ rơi đó chứ. Mà khi mà nó viết, nó in cái chữ đó ra thì nó bỏ, nó viết nó để hai cái chữ bỏ rơi ra trong cái ngoặc kép. Thì ra tôi nói nghe là cái chữ bỏ rơi á, là tôi nghe đầu tiên ở đất Mỹ này, là tôi nghe là không phải trong quân đội mà trong xã hội, trong nhà, ở ngoài tòa án. Là tôi nghe là sao? Nói là đủ cái thằng này nó bỏ nó bỏ con nó đi, bỏ vợ nó, hay là cái bà này bà bảo con bỏ con nó, bà con bỏ lê bồ càng. Mà tôi may là tôi không phải là người Đài Loan, nếu tôi mà người Đài Loan tôi coi cái chồng tiết đó ra tôi cũng mắc cỡ nữa, đúng mà mình là một quốc, mình là cái gì mà mày để Mỹ nó biểu là có chuyện tao sẽ bỏ rơi mày á, đúng mà mình nó phải là con nó đâu mà nó bỏ rơi mình chứ. Thì đó cái hậu quả hiện giờ đó. Thì đâu mà nó bỏ rơi mình là con nó hay sao, mà mình nó là bố mình hay sao, mà nó bỏ rơi mình. Đâu mà nó bậy bạ kỳ cục, thế tội nghiệp cho Đài Loan chứ phải không? Tôi tính chụp tình mà tôi thấy kỳ quá, tôi không chụp nữa. Kỳ quá. Mình biết. Nếu mà mình nói vậy mới đúng là cái gì mà mình tự đứng lên đôi chân của mình, cái điều đó luôn lúc nào cũng tốt cả. Nhờ vả dựa dẫm thì không có cái gì gọi là tốt. Nó thẳng là vậy. Thì bây giờ nó chưa, bài này nó xưa, nó cũ quá rồi. Biết bao nhiêu người rồi, biết bao nhiêu đất nước rồi. Nhưng mà không được, đúng cái mùa bầu cử mà chuyện trong mùa bầu cử ông lấy phiếu trong trong dân của ông việc gì, đúng không? Phải ông phải lôi, ông phải mang cái chuyện ở ngoại quốc của ông này, cái chuyện sinh tử của người ta, cái chuyện cuộc sống của Đài Loan, chuyện sinh tử của người Trung Quốc, rồi ông hứa là không có đi thì bây giờ rồi cuối cùng là ông để như vậy. Khổ. Ừ. Giờ chuyện này nói chung là chuyện này mình không biết gì hết, còn dài tập gạn ngủ như thế nào thì chuyện này sau này ấy. Nhưng mà mình biết là chắc là cái người dân Đài Loan đang khổ. Bởi vì ngay lập tức là tất cả những cái mặt hàng về xuất khẩu của Đài Loan là coi như nó cấm nhập qua bên Trung Quốc hết rồi. Mấy cái hàng không cấm nhập bây giờ là lúc đầu chỉ là sơ sơ mới khởi đầu thôi, nó còn nhiều tập. Trung Quốc nó rất là nực gà, nó nói rồi đó, họ nói sáng ngày hôm nay nó cũng rất là nực. Trên TV mà rất là nực, đại sứ, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao đó, mà thấy là nước Mỹ xuống nước á, nó nhỏ lại á, nó đâu có chuyện gì mà là lấp chuyện vậy đó. Thấy Nhà Trắng đồ nói chuyện là thấy là đúng không ạ? Không phải lung túng mà sẽ thấy nói nhỏ chứ không có nói lớn đâu. Nói là rất là mình biết vậy đó. Mà họ nói vậy chứ còn Trung Quốc họ rất là nực. Nó rất là nực. Tại nó chuyện sinh tử của nó mà đâu có thể nào mà phải như mà tự nhiên muốn thăm đủ lời nữa lúc thăm, tại sao lựa lúc này? Cái lúc này là cái lúc mà bầu cử. Chuyện bầu cử là chuyện bầu cử của nước Mỹ, mắc gì nó làm lôi Đài Loan vào để tại cái bà này đó, là bà này là ở cái địa hạt của San Francisco, mà San Francisco là người tàu rất nhiều, Chinatown là ở đó, là chỗ đó là
tiền bạc rất là nhiều. Bà này bà ăn chịu ở bên San Francisco, gần Trung Hoa ở San Francisco là lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thành thử ra là bây giờ là bà phải trước, bà này 82 tuổi, có thể bà làm hết cái nhiệm kỳ này rồi là bà thôi đó. Thì bà phải trả ơn trả nghĩa, ơn đền oán trả. Bà chịu ơn người Đài Loan thì bây giờ là phải mà bà trả ơn như vậy là bà sẽ khổ với Đài Loan chứ còn đâu có ích lợi gì. Bà có thể bà trả ơn cho mấy Đài Loan ở bên này, nhưng mà làm mấy Đài Loan ở nước Đài Loan khổ, ở đảo Đài Loan khổ. Tôi thấy vậy. Thôi đó là cái chuyện nước Mỹ của tôi. À, không biết. Tôi nghĩ Trung Quốc họ rất là, họ nói rồi, họ ngày mai tôi coi chút xíu là tôi biết họ rất là nực. Mà không biết họ sẽ làm gì anh, mà tôi nghĩ là chắc họ không để đến đâu. Họ sẽ không để thằng Đài Loan như đâu, anh yên chí. Thế nào nó cũng có thể là không bắn không giết, nhưng mà họ không đánh nhau, nhưng mà họ sẽ làm một những cái điều rất khổ sở cho ông Đài Loan, bảo đảm với anh. Họ không có để ý. Hồi nào họ làm thì không biết, nhưng mà họ sẽ làm. Họ không có để ý. Mình quân dân, mình biết vậy thôi. Nóng quá. Bên nó có gì vui không? Chưa, mới gặp bạn này thì đã ăn cơm trưa xong rồi, giờ ăn xong rồi, giờ coi đi chơi đâu đây, đang không biết nữa, nhưng có điều đi chơi tối nay. Thì ok, thì báo cáo với anh là gặp một người đồng hương ở bên Đức về, để Khải giới thiệu cho anh biết vậy thôi. Rồi. Vậy thôi, vui không? Giới thiệu sơ. Vậy thôi chứ không có gì cả. Chơi vui nha. Mà quá. Cho nên ra thôi, mình tạm dừng đi ha. Ok, đi chơi vui. Ok, bye. Rồi, ok. Chào anh Vũ nha. Rồi. Rồi.